kiếm cái bao đây đi em, bắt con nào bỏ nó luôn. Không một cá. Còn ba. Nó bị còi á. Cả nơi mình nó đi bắt vào ba. Cỡ được một em rồi. Cắn là cắn nào cắn em. Ba có răng nào cắn. Có nó cắn nó nhả đâu rồi. Yeah. Đấy được một em rồi. Lên mạng đọc cho ba bạn nấu gì ngon. Chuối ngon thôi. Mấy món bạn bạn có chuối. Mùa này đi bắt ba ba. Anh thò tay xuống anh mò á. Được một em rồi. Tính ăn cái con hồi nãy gì ra. Béo thân độ. Tính ra cái con nãy không rớt được còn to. Tôi đang con. Ui, một gõ luôn. Lên đi. Em có thò tay vô cổ anh cá thôi. Anh bay ra cho mày bắt đi. Cắn cắn ba cắn vẫn này nó còn sợ ba ba nữa chứ, nhà nuôi mà không kinh nghiệm gì cả, đập vào đâu chứ kéo luôn. Ê đừng, nó nhảy xuống là xong rồi ạ. Ơi ơi vậy à, vẫn ai được em ấy ra rồi. Anh nên sợ ba ba cắn. Anh sợ cắn. Em có như vậy nó cắn. Tù. Ô bắt bắt tù. Ướt cái gì vậy? Sợ té vậy. Sợ té gì kỳ ta? Sợ té này nó bị tía. Sợ té nó bị gì kì. Sợ té nó không màu biết thế nãy mua thêm cái thêm cái gì ta? Thêm cái cây hả? Đâu cây đâu? Đông bé cho bộ cho con ăn, không cây đâu. Mẹ phải vô mày rửa ra lại cái to chứ. Nó hấp rồi mẹ. Nướng hả? Không, mà xào cho nó ăn đi. À mà mày lấy một con ăn luôn đi. Nhiều quá nó ăn đâu hết. Rồi cắt cho nó hai cái bụng đi. Mẹ chỉ ăn rau con ăn. Cái rau để mẹ nó cắt nhỏ ra được. Nó phải ăn phải nhỏ. Nhưng nó khó ăn nhỉ? Ô thế rửa đã mới được. Đây là thanh niên đang đang đồng mồi. Lấy cái cuộn băng keo cho chúng ba coi. Cái cuộn băng keo. Cá nướng giấy bạc. Vịt nướng cao. Thanh niên có cái chín gì không? Hả? Không biết ăn được hay không này nè. Mùa dịch tới là các bạn nên cách ly các bạn nha. Nhậu về nhà nhậu, không thì nhậu ngoài đường nha, các bạn bắt chết. Tụ tập 4 người thôi. Cái chủ nhà. Bé này là bị bệnh đang lấy khăn che mặt, bị thủy đậu các bạn. Thì kiểu năng trí tuệ. Ôi cháy hết rồi mày ơi. Chết rồi. Lấy băng keo đi cho chú ba bún gì đó. Thanh niên nướng vịt bị cháy.
ớt. Đây toàn rau sạch các bạn.